Hiện giờ mình đang chăn bò ở ngoài rẫy các bạn. Thì hôm nay trời cũng không có mưa các bạn, hôm nay trời cũng nắng. Thì mình giờ đang ở chăn bò ở ngoài 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 rẫy keo nè các bạn. Ở các bạn hôm nay làm gì? Chắc là công việc hàng ngày hả các bạn? Thì ngày nào cũng vậy, các bạn cũng đi chăn bò. Thì lời nói đầu tiên mình cũng không có gì hơn. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc, an lành bên gia đình nha. Nên Noel, các bạn có đi chơi Noel không? Mình thì chắc chút nữa mình cũng chân bò chút xíu no rồi mình cũng nhốt bò rồi mình cũng về đi chơi Noel các bạn. Thì một năm thì chỉ có một ngày Noel thôi, cho nên mình một năm thì chỉ có một ngày Noel các bạn, cho nên là mình cũng sắp xếp thời gian để mình đi chơi lỡ Noel các bạn. Thì chút xíu nữa mình làm bò mình ăn no rồi mình cũng các bạn mình về rồi mình đi chơi Noel. Thì chúc các bạn một mùa Noel, một mùa lễ Giáng sinh tràn ngập yêu thương và hạnh phúc an lành nha các bạn. Bây giờ cũng đã chiều các bạn, giờ chắc khoảng tầm 3 giờ chiều các bạn. Giờ mình cũng lùa bò dìa, mình tranh thủ mình lùa bò dìa, bò mình ăn cũng no rồi, cho nên mình lùa bò dìa rồi mình cũng đi đi chơi lỡ các bạn, đi chơi Noel á. Mời các bạn cùng đi chơi Noel với mình nha. Giờ đầu mình lùa bò dìa rồi mình cùng các bạn đi xuống con Noel thử lỡ năm nay là người ta có đông đúc hay có vui, đông đúc rồi mình nghĩ chắc là đông lúc đông đông rất đông các bạn. Thì mấy năm trước mình thấy cũng rất là đông luôn, năm nay thì trời không có mưa, mình nghĩ là người ta đi rất rất là đông luôn. Mời các bạn cùng đi với mình nha, mời các bạn. Thì hôm nay mình mới hớt tóc đó các bạn, mình mới hớt tóc cho nên mình nói chung mình cạo râu đồ lên cho thấy người nó tê tê các bạn, cho mình đi chơi lỡ mà nhiều người ta nhìn mình người ta thấy mình nó già quá các bạn, người ta già mình thấy nhìn vô thấy già quá xấu xí, cho nên mình hớt tóc đồ mình cạo rồi cho nó tư tính con người lại các bạn. Thử có người gái nào mà chú ý mình thì không chứ đúng không các bạn. Mình đu đu với các bạn nha, thôi mình cọc vào mình lùa bò về các bạn, mình lùa bò về rồi mình nhốt vào đi mình cũng đi chơi lỡ Noel các bạn.
Thì lỡ Giáng sinh năm nay không có mưa các bạn, trời nắng rất là ấm áp các bạn. Thì đó các bạn, mình đang chăn bò ngoài ruộng này. Bữa nay là bữa 25 cũng chính lỡ các bạn, trời nắng nắng ấm áp lắm các bạn. Đêm hôm là mình đi ở lỡ cho lỡ Noel là 24, mình đi bằng đêm các bạn. Sáng 25 vẫn còn lỡ. Hôm thì trời cũng không có mưa các bạn, thì không có mưa cho nên rất là vui các bạn. Thì hôm mình đi chơi lỡ Noel về khuya cho nên mình buồn ngủ, cái mình ngủ tới sáng. Bây giờ mình cũng ra chân bò các bạn, thì bây giờ mình mới làm video đỡ nói các bạn đêm hôm là mình chơi ở Noel như thế nào. Thì đêm hôm mình tới, mình đi buổi chiều các bạn, lúc đó là mình xuống tới nhà thờ là khoảng cỡ tầm 4 giờ các bạn. Thì mình chơi đó là mình chơi chắc trên 4 giờ, 4-5 giờ chiều các bạn. Thì mình đó mình quay ít cảnh rồi, mình ở đó mình chơi luôn. Thì mình chơi tới mình đêm luôn, đêm mình cũng quay những cảnh, trong những cảnh vui chơi của những người đi chơi lỡ các bạn. Thì mình trong cái nói chung là người ta làm lỡ rồi các bạn, mình không có quay tại vì mình sợ YouTube không cho quay các bạn, cho nên mình không quay các bạn thông cảm nha. Thì mình cũng quay những người đi chơi rồi giấy chụp hình, quay video rồi giấy, chứ cũng không có dám quay nhiều các bạn. Thì lúc đó mình chơi lúc đó cũng khoảng cỡ tầm 9-10 giờ mình về đêm các bạn. Mình buồn ngủ, mình ngủ tới giờ mình tức dậy mình ra mình chân bò các bạn, chân bò rồi giờ mình làm video mình nói với các bạn này. Thì hôm là đêm 24 các bạn, 24 dương lịch thì cái đêm đó là rất 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 là vui luôn. Rồi qua ngày hôm nay nè, ngày hôm nay là ngày 25, thì hôm nay là cũng ngày chính lỡ, người ta cũng đi chơi rất là đông nha các bạn. Nhưng mà hôm nay mình chỉ dính thời gian đêm mình đi chơi xíu thôi, cho còn ngày thì mình cũng chân bò, mình không có rảnh các bạn. Thì mình chỉ tranh thủ lúc mà chiều mình về rồi mình đi xuống dưới mình chơi lỡ một xíu, chứ còn như bình thường ngày vậy là mình không có rảnh, mình chuyên bò. Thì mình cũng muốn quay cho hết toàn cảnh luôn cái trong cái lỡ Giáng sinh luôn, nhưng mà không được các bạn. Thì nói chung là không được, cho nên mình không có quay, mình quay chỉ dây sơ sơ thôi. Ở bữa mình các bạn thì ở nhà thờ đó là ở Tuy An nha các bạn, Tuy An mà An Thạch, nhà thờ Mằng Lan nha các bạn, rất là vui, năm nào cũng rất là vui các bạn, nói chung là rất là vui. Nhà thờ rất rất là lớn nha các bạn, rất là lớn. Năm nào thì người ta đổ tập trung ở đó rất là đông luôn, đông lắm. Lúc mà đi không có ngồi đi luôn các bạn, đông rất là đông luôn, nói chung rất là đông luôn, lấn nhau mà đi luôn. Thì mình đi chơi thì thấy người ta đi cả cặp cả đôi, còn mình đi mình cũng nói chung là nhiều khi nghĩ cũng buồn các bạn, cũng buồn, cũng thấy cũng cô đơn quá các bạn ơi. Thì chơi lỡ thì cũng vui, nhưng mà mình thấy người ta đi cả đôi cặp các mình, còn mình đi lê lôi mình á, mình cũng buồn. Nhưng mà coi cả mình cũng chơi xíu mình cũng đi vậy. Thì nghe các bạn, chúc các bạn một mùa lễ Giáng sinh thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc và an lành ấm áp bên gia đình nha. Và mình xin nói lời tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn video khác tâm sự nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn thương mến mình, cho mình một cái like và một cái đăng ký kênh cho các bạn, mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở đây xin chào.